Sáng 23 tháng 3, Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa bàn giao chiếc ô tô cùng thi thể tìm được dưới sông Bồ Bản cho các đơn vị nghiệp vụ để điều tra nguyên nhân. 2 giờ sáng cùng ngày, một người dân có nhà ở gần cầu Bồ Bản, tỉnh Quảng Trị nghe tiếng động lớn ở phía cầu. Khi nhìn ra thì thấy có ánh đèn ở dưới sông. Nghi có vụ tai nạn, người dân báo với cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động 27 chiến sĩ cứu hộ. Đến 4 giờ 52 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy chiếc xe ô tô gặp nạn và nạn nhân là T, 37 tuổi, trú tại xã Triệu Độ, huyện Triệu Phong, là lái xe dịch vụ, cũng được tìm thấy gần vị trí chiếc xe. Vị trí nơi chiếc xe bị chìm sâu khoảng 6 mét nước.